Người đứng đầu NATO cho rằng cần có một phản ứng cứng rắn đối với việc Syria sử dụng vũ khí hóa học, tin từ Brussels. Tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, Tổng thư ký NATO, ông Anders Rasmussen đã nói rằng cần có một phản ứng quốc tế cứng rắn đối với cuộc tấn công vũ khí hóa học ở Syria vào ngày 21 tháng 8. Theo ông Rasmussen, thì cộng đồng quốc tế cần có phản ứng trước một tình huống như vậy, nếu không các nhà độc tài trên khắp thế giới sẽ cho rằng họ có thể sử dụng vũ khí hóa học mà sẽ không có bất kỳ phản ứng nào của cộng đồng quốc tế. Ông nói thêm, ông đã nhìn thấy bằng chứng đã thuyết phục ông ta rằng chính quyền Syria đứng đằng sau vụ tấn công vũ khí hóa học gây chết người. Ông Rasmussen cũng đã nói, nay mọi việc tùy thuộc vào mỗi quốc gia NATO để quyết định họ sẽ phản ứng như thế nào đối với cuộc tấn công này. Và ông không dự kiến bất kỳ vai trò nào khác cho NATO ngoài vai trò bảo vệ cho thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama cho biết ông sẽ xin phép Quốc hội cho hành động trừng phạt đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau khi Hoa Thịnh Đốn nói rằng vụ tấn công khí sarin vào ngày 21 tháng 8 đã giết chết hơn 1.400 người. Hôm qua, các tổ chức ủng hộ chế độ al-Assad đã phát động chiến dịch bước qua xác chết, thành lập lá chắn người tại các nơi có thể bị Hoa Kỳ tấn công quân sự.